Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử mà cả hai đội gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước đó thì bóng đá Việt Nam và bóng đá Australia cũng đã so tài với nhau rất nhiều lần ở cấp độ trẻ, cho dù là lợi thế không nghiêng nhiều về phía chúng ta bởi những sự chênh lệch về mặt thể lực, thể hình cũng như là về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên thì tại đây bóng đá Việt Nam cũng đã có rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ. Ngày 5 tháng 9 năm 2014, đội U19 Việt Nam bước vào trận giao hữu rất được chờ đợi với U19 Australia. Hai đội hòa nhau không đều cho đến những phút cuối của trận đấu, và rồi một khoảnh khắc xuất thần của Công Phượng đã khiến các khán đài trên sân vận động Mỹ Đình vỡ òa hạnh phúc. Tiền đạo mang áo số 10 khi đó đã có một pha đi bóng với dứt điểm đẳng cấp, mang về thắng lợi tối thiểu 1-0 cho U19 Việt Nam. Đến đầu năm 2018, tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Australia tại vòng bảng. Tiếp tục là một trận đấu chứng kiến khoảnh khắc xuất thần đến từ cá nhân. Và lần này là Quang Hải với pha ra chân rất nhanh ngay sát vòng cấm, mang về thắng lợi tối thiểu 1-0 cho U23 Việt Nam, mở ra hành trình thần kỳ của thầy trò viên Park Hang-seo tại giải đấu năm 2018.